Mình tên là Minh Phương, năm nay mình 8 tuổi. Mình đã nuôi được bộ tóc dài này được 3 năm để tham gia chương trình hiến tóc để tặng cho bạn. Mình chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và sớm khỏi bệnh. Con cảm ơn con nhé. Dự án chạm tóc ước mơ không chỉ là những câu chuyện của các em bé có nhu cầu về tóc, mà là cái nơi mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư có thể kết nối cộng đồng để mang cái tình yêu thương của cộng đồng đến với các bạn nhỏ ở bệnh viện thông qua cái việc là tổ chức các cái hoạt động hiến tóc. Trao đi một mái tóc thì có nghĩa là chúng ta đã trao đi một cái phần yêu thương tự cho người khác. Với những em nhỏ mà phải truyền hóa chất, khi mà có một cái mái tóc mà được đội lên trên đầu thì nhiều em đã rất là vui sướng. Khi con tôi có một bộ tóc mới thì tôi rất là vui. Nhìn thấy con vui thì mẹ cũng rất là hạnh phúc ạ. Trạm tóc ước mơ được triển khai từ cuối năm 2022 là một dự án lớn mang nhiều ý nghĩa và có tầm ảnh hưởng của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư. Việc mà hình thành nên mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư có thể được xem là cái dấu mốc quan trọng trong tất cả những cái hành trình mà mình đang hỗ trợ cho các em nhỏ. Không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư còn là minh chứng cho sự mạnh mẽ và can đảm của Diệu Thuần trong cuộc hành trình đi ngược chiều số phận. Lúc đấy thì mình vừa đỗ đại học nên là mình cũng có những cái ước mơ và kiểu những cái suy nghĩ về tương lai rất là tươi đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ học thật là tốt. Mơ ước là sau này mình đi làm kiếm tiền thì mình sẽ sửa lại nhà cho bố mẹ. Nhưng mà mình phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Lúc đấy mình chỉ lặng người đi và lúc thì hy vọng, có lúc thì sức khỏe xuống rất là thấp. Có một tâm lý là sẽ đến một ngày mình sẽ vào viện, mình sẽ cấp cứu, xong đấy mình sẽ ra đi. Nhưng mà đến năm thứ 2 thì mình thấy kết quả học tập của mình kém quá. Mình giật mình mới nghĩ là ôi, nếu như mà mình may mắn mà mình được sống tiếp, mình tốt nghiệp ra trường mà với kết quả đại học, kết quả tốt nghiệp điểm như này thì không được, thì làm sao mình xin việc được. Thì năm thứ 2, năm thứ 3 mình mới cố gắng học tập. Có những cái gọi là hy vọng đã đến. Với đấy là ghép tế bào gốc. May mắn là cũng dần dần vượt qua. Tất cả làm cho mình thấy là càng trân trọng cơ hội mình được sống tiếp. Sau 7 năm điều trị, Diệu Thuần được xuất viện. Cô gái Diệu Thuần khi ấy lại tiếp tục hoàn thiện ước mơ còn dang dở. Thế nhưng, việc rời bệnh viện, trở lại với cuộc sống bình thường lại không dễ dàng như thế. Chuyên ngành của mình là về tài chính ngân hàng, nên là ra trường thì mình có đi xin làm ở ngân hàng. Thì đến vòng phỏng vấn thì mình nói thật là mình đã có tiền sử về căn bệnh như thế, thì họ đều từ chối khéo. Họ vẫn cần một cái người có sức khỏe ổn định để họ yên tâm. Xong khoảng 3 lần như thế thì mình quyết định là mình sẽ không xin vào ngân hàng nữa. Mình sẽ đi làm văn phòng ở ngoài và làm có một tạp chí nhỏ cho trẻ em nữa. Thì những công việc văn phòng như thế thì giúp mình có cái thu nhập ổn định. Nhưng mà cuối tuần thì mình vẫn kết hợp để lên chơi với các em nhỏ trên viện. Thì mình nhận ra là mình muốn gắn bó mà muốn hỗ trợ nhiều hơn cho các em. Nên mình đã nghĩ phương án là nhận các cái công việc cộng tác thì mình có thu nhập ổn định nhưng mà vẫn có thể tham gia được nhiều. Lựa chọn nghỉ việc trở lại bệnh viện với một sứ mệnh mới cũng chính là khi Diệu Thuần quyết định không sống một cuộc đời bình dị nữa. Cô gái 18 khi ấy bây giờ không còn chỉ ước mơ cho riêng mình. Mình vẫn còn rất là nhiều mong ước cho gia đình, nhưng mà bây giờ thì bên cạnh những mong ước cho cá nhân, cho bản thân mình, cho gia đình của mình, thì mình cũng có nhiều mong ước dành cho các em nhỏ và gia đình của các em. Quay trở lại viện với một vai trò mới, không phải là bệnh nhân ung thư nữa, mà là một tình nguyện viên để hỗ trợ cho các em nhỏ. Để mà làm được tất cả những cái việc như hiện tại thì đấy là sự đóng góp của rất là nhiều bên, của rất là nhiều người. Và
nó cũng xuất phát từ chính cái nhu cầu của người bệnh và gia đình nữa thì mới thực hiện được các cái chương trình này. Ngoài ra là sự hỗ trợ của cộng đồng, các bạn tình nguyện viên, và cái lượng tình nguyện viên bây giờ của mạng lưới là trên 50 người. Khi mà mình cho đi thì thật ra là mình sẽ cảm thấy là mình có ý nghĩa với xã hội và có cuộc sống hơn rất là nhiều. Mình nghĩ cái hành trình của mình và các bạn tình nguyện viên khi mà hỗ trợ cho các em nhỏ ở bệnh viện thì có thể xem đấy là một hành trình dám sống. Bởi vì trong cái cuộc sống hiện tại thì mọi người có rất là nhiều thứ để mà quan tâm, nhưng mà các bạn dám từ bỏ những cái điều đấy, những cái lợi ích của mình để mà có thể mang đến niềm vui, mang đến những cái giá trị, những cái niềm hạnh phúc cho những em nhỏ ở bệnh viện. Rất là trân trọng cái sự hy sinh đấy của các bạn dành cho các em nhỏ thông qua mạng lưới vi chém ung thư ạ. Cách đây hơn 12 năm thì Diệu Thuần đã điều trị tại viện tôi. Thì có lẽ là cái thời điểm đó Diệu Thuần cũng chưa dám nghĩ tới rằng là mình đã có một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời như bây giờ. Và bây giờ bạn ấy đang sống một cái cuộc sống thực sự là có lẽ là vượt qua cả cái giới hạn bạn ấy nghĩ. Và bạn mang đến những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Tôi nghĩ là những người dám sống là những người dám hy sinh để hướng đến một cái điều lợi ích chung cho cộng đồng. Cảm thấy là cuộc sống của mình đang diễn ra rất là ý nghĩa vì mình có thể tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp cho không chỉ cho bản thân mình mà cho người khác nữa.